Hôm nay chúng ta làm món gì? Phung sang khổng lồ. Nào. Làm một cốc đi, làm một cốc rượu đi. Cho nó hết tâm xuân đi cuộc đời này. Một là một, hai là hai. Siêu to nhất. Phung sang cũng siêu to. Phung sang siêu khổng lồ. Hey, mình đúng ra phải mang đàn hát nó mới vui. Hạt tiêu bắp bật khô vào luôn, gừng núi đá vào luôn, hành tím vào luôn, ớt vào luôn. Đường đỏ cũng vào luôn. Đậu thối vào luôn. Lá bắp mật vào luôn. Mày kiến chinh ngọn này. Tắt xăng xăng pin cho anh hoa hút lại. Lấy đi rồi à? Đưa phải chết. Thì ông để bắt đầu xong cứ chín nó đến này. Này. Lòng anh thấy mới chỉ giao thuốc kéo được. Vừa. Ô, hôm nay lấy được hạt kia chuối này sướng á. Nhìn đẹp thế nhỉ, nhìn gọi mợ. Quay cái mớ lòng ở trong ảnh. Lòng khổng lồ. Phung sàng, chuẩn bị lên lò. Phung sàng, vào lò. Lò thôi. Ôi giời.
rồi. Ngon lành rồi. Cẩn thận, cẩn thận nhá. Thấy chưa? Vào ngay đấy. Vào ngay rồi nhờ. Có cả anh chỉ biết làm, anh chỉ đạt. Không bổ rửa thôi, đã rồi chưa? Xong rồi. Được rồi. Rửa mới được bổ rửa. Thế thằng bảo thế kia bảo lấy tưởng lấy. Đi lấy. Về đây hôm một cái. Thêm một người nữa. Đứng trước không phá bên mặt. Không, cho than vào vào vào. Bỏ ra rồi, chưa được, chưa được. Đứng tăng. Lông mà không phải biết cái kia nữa cơ. Cái nhà trong người lông hết. Yo! Đi thôi. Rồi lắm rồi. Phung sàng. Đâu? Quay cái mặt. Cầm giữ. Vừa thổi run. Wow, phung sàng khổng lồ, phung sàng khổng lồ. Ui. Vâng. Em mới. Ôi giời. Không quá. Nào. Xin ngon. Thử thành quả nào. Ăn miếng to vào. Rồi, sao ai pha được chấm ngon này anh nhỉ? Khéo tay thật. Ngon quá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đặc sản quê. Tuyệt vời, ngon quá. Cái này mà ăn với cơm, phải ăn được 3 bát cơm đấy các bạn ạ. Này anh. Tuyệt vời. Công lao của anh mình làm đỉnh, quá đỉnh. Công lao. Ôi ngồi, khoan ngồi, về ơi. Gói để mình mang đi từ thiện cho mọi người nhá. Đúng rồi, thả ra. Cấp. Lắp xuống. Đây. Đây. Thái một tay rồi vẫn còn 5 ngón à? Tưởng lấy là Thái mất một tay rồi, ngón nào. Khéo thế nhỉ. Ừ, thằng. Cái này ăn với xôi thôi rồi luôn. Được rồi, đầy quá. Siêu liền. Bảy! Bà nhà không? Ê, chào chú à, anh à. Rồi. Sao mình khen nhé? Mình bị khen ra. Ôi ô, được cơ, 1 là 1, 2 là 2 cơ. Rồi, chú. Rồi. Hôm nay bọn cháu vừa mới làm được món phúng sàng khổng lồ. Đấy, thế là bọn cháu là gói được mỗi người một suất thế này mang ở đây là biếu chú. Rồi. Chú ăn thử xem là phúng sao mà cháu làm có ngon không? Rồi. Ây da, cháu mời chú nhá. Hai, cháu phải mời chú chén á. Ngon không? Ngon không? Được rồi. Được rồi. Bác ơi, nhờ bác cụ này. Bác cụ ơi. Bác cần tay, bác mới chắc chẳng tay ở chẳng lăng bà nè. Bác bà kinh, bà thư kinh ăn này.
bà bán kinh cầm lấy bà xin kinh chứ mấy bà chứ mấy bà hát thêm chỉ cần mấy bà có đây mời mọi người ăn thử phúng sàng của mình đi. Thế là mang vào đây là để mời mọi người thưởng thức xem là ăn xem là có ngon không nhỉ. Ai à, kinh à. Ăn một kinh hát nổi đó. Nè, loại cầm kinh loại ám này. Em mời thường chị ạ. Kinh chăn hết à? Vâng, kinh chăn nè. Mùi tập. Mì của con y, kinh trả bà nè. Các chị thưởng thức à? Anh mắt láng này. Tại sao kinh về, mới sử cần kinh, cần mới kinh, đẩy mới đẩy về. Mày nó, đang bận, đang hiểu lắm. Đốt túi ai cái ly, cá đi phải không? Mà không biết rồi, hôm nay là gặt đi. Đọc. Nha. Làm thuốc rồi, hoa đu đủ rồi. Đủ là ngâm mật ong bá. Ngâm mật ong xong rồi để con dai, phải không? Kia nó gọi là Hà Thì Học chứ. Hà Văn Học. Một là một, hai là